Vào giờ này bắt đầu là thời thánh pháp, chúng ta được thời gian nghe pháp 45 phút, vì chúng ta sẽ còn cái chương trình khác. Bây giờ xin mời tất cả chúng ta nghiêm yên tĩnh để chúng ta nghe pháp. Samanta chakavale suatra gacchantu devata sattamang buni rajasa sunantu sakkhamokkhadang dhamma savanakaloyam padanta dhamma savanakaloyam padanta dhamma savanakaloyam padanta Arahang sama samputo phakvaputang phakvantang aphivademi svakato phakvata thammo thammang namasami subhatipanno phakvato sāvaka sangho sangkhang namami. Đệ tử xin thành kính đảnh lễ Tam Bảo Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng, thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng chánh biến tri, thành kính đảnh lễ giáo pháp được khéo thuyết bởi Đức Thế Tôn, thành kính đảnh lễ chư thinh văn đệ tử Thế Tôn bậc thiện hạnh. Nguyện hồng ân Tam Bảo xin hộ trì đến toàn thể chư đại đức tăng, quý tu nữ và chư thiện nam tín nữ một mùa xuân an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay tại chùa Kỳ Viên long trọng cử hành lễ quy nhật tưởng niệm đức cố đại lão thiền sư Pháp Minh, và hôm nay cũng còn là ngày mùng năm Tết, nên tại chùa Kỳ Viên chúng ta vừa làm lễ quy nhật mà chúng ta cũng vừa làm lễ mừng xuân. Hôm nay ngày mùng năm mà chúng ta cũng đã hết những ngày xuân, ngày mai này mùng sáu trở đi thì chúng ta, những người có công ăn chuyện làm, thì chúng ta đã bắt đầu trở lại với sinh hoạt hàng ngày trong năm. Hôm nay thì phối hợp hai cái cuộc lễ, và là cái ngày mà chúng ta kết thúc cái mùa xuân trong 3 ngày xuân, nên sư thuyết cái chú ý nghe cái đề tài là trở về lối cũ. Quý vị nghe qua thì quý vị tưởng đâu là tên của một cái quyển tiểu thuyết trở về lối cũ, nhưng mà ý nghĩa sư muốn trình bày ở đây đó, thật sự nó là ý nghĩa trở về lối cũ. Vào những cái ngày cận Tết, chúng ta gọi là nghỉ để chuẩn bị ăn Tết, mùng 1, mùng 2, mùng 3 cho đến mùng 4 là những ngày đầu xuân chúng ta rộn rịp đón Tết, hoặc là chúng ta đi du xuân, hoặc là chúng ta đi đến chùa này chùa khác để chúng ta viếng lễ Phật, cúng dường đến chư Tăng. Thì bây giờ chúng ta phải trở lại cái lối cũ sau khi chúng ta ăn Tết xong. Ở đây thưa quý vị, những người có công ăn chuyện làm
thì họ bắt đầu ngày mai là trở lại với cái công việc làm xưa. Còn những người học tập thì lại chuẩn bị đi vào trường lớp để học trở lại bình thường. Đối với người tu tập của chúng ta đó, trở về lối cũ có nghĩa là nếu những ai đang đi pháp học, nghiên cứu kinh điển, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trở lại cái công việc của mình. Xin nói là nói quý vị thôi, chứ bản thân sư ngày mùng 1 sư cũng ngồi sư dịch kinh nữa. Bởi vì ngoài buổi sáng đi thuyết pháp thì chiều mùng 1 vẫn ngồi viết bài dịch kinh. Thành ra lúc nào sư cũng sống theo cái lề lối cũ, chứ không có cần phải trở về con đường cũ. Còn các Phật tử chúng ta thì phải trở lại con đường cũ. Những ai mà đi pháp hành như các vị hành giả tu tập á, thì qua mùng rồi chúng ta phải trở về sinh hoạt bình thường, tức là chúng ta phải an trú chánh niệm trong cái đề mục tu thiền của mình. Còn nếu mà chúng ta nói cái ý nghĩa là trở về lối cũ á, trong ý nghĩa thông thường á, thì quý vị biết là lúc nào chúng ta cũng quanh đi trở lại, cũng chúng ta cũng trở về lối cũ. Cái thời gian trong một năm xuân hạ thu đông rồi tới mùa xuân nó quay trở lại, rồi tiếp đến những qua tháng sau hay là hai tháng sau là chúng ta qua mùa hè, mùa hạ nóng nảy rồi bắt đầu chúng ta trở lại xuân hạ thu đông nữa. Hãy đông tàn thì mùa xuân đến, mùa xuân đến mấy ngày thôi bắt đầu nó quay trở lại, nghĩa là luôn luôn chúng ta lúc nào cũng quay về cái chốn cũ hết. Cái ý nghĩa là cái thời gian nó xoay vòng như vậy. Một cái nghĩa khác khi chúng ta nói đến trở về chốn cũ hay là trở về đường xưa đó, thì chúng ta cũng phải biết rằng cái cuộc sống của chúng ta, cái thân ngũ quẩn này luôn luôn nó chịu cái sự biến hoại vô thường, sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, chứ nó không có cái gì mới mẻ hết. Cuộc đời của chúng ta bị vô thường khổ đau vô ngã chi phối là như vậy. Chúng ta nói theo một cái nghĩa khác, cái gọi là trở về chốn cũ á, tức là chúng ta nói đến những cái kiếp sống sanh tử luân hồi của chúng ta. Quý vị có biết rằng là chúng ta đã bao nhiêu lần tái sanh về cõi trời, bao nhiêu lần tái sanh về cõi người, bao nhiêu lần chúng ta phải tái sanh vào cõi khổ địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Và nếu mà bây giờ chúng ta không gấp rút, không hối hả để chúng ta trước được đạo quả, để chúng ta chấm dứt sớm cái sanh tử luân hồi, thì chúng ta cứ quanh quẩn trở đi trở lại. Ý nghĩa đó chúng ta cần phải chiêm nghiệm. Một ý nghĩa khác mà chúng ta cần phải chiêm nghiệm là chúng ta nói trên phương diện về lý duyên sinh. Cứ hễ phiền não luân hồi nó duyên cho nghiệp luân hồi, nghiệp luân hồi nó duyên cho quả luân hồi,
Rồi cái quả luân hồi nó trở lại cái phiền não luân hồi. Tức là vô minh duyên hành, hành duyên thức. Đó là vô minh là phiền não luân hồi, hành là nghiệp luân hồi, và thức danh sắc lục nhập xúc thọ là quả luân hồi. Rồi cái quả luân hồi đó thọ duyên cho ái, bắt đầu là ái thủ là phiền não luân hồi. Rồi ái thủ thủ duyên cho hữu, phiền não luân hồi đó duyên cho nghiệp luân hồi là hữu, nghiệp hữu thiện hay là bất thiện, đưa đến quả luân hồi là cha tí cha ram ba ra năng so ka pa ri đề và đúc ka đồ ba đế su ba ya sa, tức là sanh duyên cho già, chết sầu biên của u đảo. Như vậy thì chúng ta cứ là quanh quẩn trở đi trở lại, trở đi trở lại. Ý nghĩa này chúng ta cần phải hiểu. Bởi vì thưa quý vị, người Phật tử chúng ta đi chùa, nếu không được nghe pháp, không được học pháp, chúng ta không hiểu biết được điều đó, chúng ta không có nắm được cái giáo lý cơ bản, chúng ta cứ nghĩ rằng hễ rảnh thời gian thì đi chùa để thay đổi cái không khí, đi chùa tương đối là yên tĩnh, ít có rộn ràng như ở ngoài chợ đời, đi chùa có cơ hội để mình làm phước, cứ nghĩ vậy, làm phước vậy là xong rồi. Nhưng thật ra thưa quý vị, cái chuyện mà chúng ta đi chùa ở trong cảnh chùa không phải là niết bàn. Do đó cho nên ở trong cảnh chùa vẫn có trường hợp là cảnh nó trợ cho phiền não, cảnh duyên cho phiền não như thường. Rồi khi mà chúng ta đi làm phước, đừng nghĩ rằng khi mà chúng ta làm phước như vậy là hoàn toàn là thiện tâm. Không đâu thưa quý vị. Có đôi khi chúng ta làm phước á, nội cái mà chúng ta chen lấn với nhau để mà cho được đặc bát chư tăng, chen lấn với nhau rồi va chạm với nhau rồi gây gỗ với nhau thì nó tạo thêm cái cảnh hỗn độn, nó đưa đến phiền não, nó không có lợi ích gì. Đó là chưa nói đến khi mà chúng ta đi chùa đông đảo, chúng ta chen lấn với nhau rồi chúng ta bị rập vỏ, chúng ta bị móc bóp, chúng ta mất tiền bạc, mất giấy tờ hay là mất điện thoại, thì lúc bây giờ chúng ta phiền não. Thì do đó cho nên có những cái chuyện phước khác mà không phải cần chúng ta làm ở trong cái ngày lễ hội, không cần phải chúng ta đến cái mùa xuân chúng ta mới làm, mà những cái chuyện phước khác như là phước đức và phước trí chúng ta vẫn có thể làm bất cứ lúc nào trong 365 ngày. Cho nên sau khi Tết rồi là chúng ta phải quay về con đường cũ của chúng ta là sự tu tập. Cái sự tu tập đó sư muốn nhấn mạnh với các vị Phật tử chúng ta, trong 10 phần thì chúng ta tạo cái phước vật 2 phần là đủ rồi, đủ để chúng ta sống được an vui trong vòng sanh tử luân hồi rồi. Nhưng mà chúng ta phải dành ra 3 phần để chúng ta tạo cái phước đức. Phước đức ở đây tức là cái sự giữ giới, cái sự tu tập từ bi hỷ xả. Rồi trong 10 phần chúng ta phải dành ra 5 phần. 5 phần tức là để tạo ra phước trí. Bởi vì 5 phần phước trí đó, nó sẽ giúp cho chúng ta sớm giải thoát sanh tử luân hồi, cái quan trọng nhất. Còn khi mà chúng ta dành nhiều thời gian để mà chúng ta tạo cái phước vật, nhưng mà chúng ta kém phước trí và chúng ta kém phước đức, thì trong vòng sanh tử luân hồi chúng ta chưa chắc đã được hạnh phúc, đã được an lạc. Quý vị có biết bây giờ
Nhà giàu cũng khóc. Mình giàu quá, tiền bạc dư ăn dư để, mà gặp cái thời kỳ này thưa quý vị, mình giàu có tài sản tiền bạc, nhưng mà chưa chắc gì cái hạnh phúc gia đình đã có. Mình giàu có như vậy chưa chắc gì mình được hoàn toàn khỏe mạnh để mà mình hưởng thụ. Cái thân này là thân bệnh tật mà. Rồi mình giàu có như vậy chưa chắc gì cái xã hội để cho chúng ta yên ổn. Trộm cướp nó dòm ngó. Mà thời buổi bây giờ quý vị giàu có là quý vị sẽ bị người ta chú ý. Làm cái gì? Buôn bán ma túy hơn cái gì mà giàu? Hay là tham nhũng hối lộ gì mà giàu đây? Thế là trong thời gian sau là chúng ta bị bắt bớ, bị ở tù, và chúng ta bị mất hết, trắng tay hết. Cho nên cái phước Phật nhiều cũng khổ lắm thưa quý vị. Người Phật tử chúng ta phải hiểu chỗ đó. Cho nên chúng ta chỉ tạo phước vật, tức là bố thí, cúng dường, xả tài, hai phần là đủ rồi. Còn bảy phần thời gian còn lại đó, thì ba phần thời gian là để chúng ta dành tạo cái phước đức. Bởi vì tài sản mà phát sanh được, mà chúng ta có thể duy trì được tài sản đó và có thể hưởng thụ được tài sản đó một cách trọn vẹn là do nhờ chúng ta có phước đức. Người mà gìn giữ được tài sản không bị thất thoát, không bị mất mát, không bị nước lụt, không bị hỏa hoạn, không bị trộm cướp, không bị vua tịch biên, không bị con cháu phá sản, là chính do nhờ chúng ta có cái phước đức, tức là chúng ta biết giữ giới. Người nào đời quá khứ có từng làm phước và có từng giữ giới, nhất là không có trộm cắp, không có gian tham, thì người đó đời sau sanh ra có tài sản, giữ được tài sản. Thế cho nên khi mà quý vị thọ giới đó, Chư Tăng mới sách tấn cho quý vị: Si lê đá sư cơ tinh dân tí, chúng sanh sanh về cõi trời nhờ dị giới. Si lê đá phô gà xâm bà đa, chúng sanh mà được còn nguyên vẹn đầy đủ tài sản cũng nhờ dị giới. Cho nên quý vị phải biết, bố thí thì sanh ra tài sản, nhưng mà chúng ta giữ giới là để chúng ta còn giữ bảo trì được tài sản đó còn nguyên vẹn, không bị thất thoát. Cho nên cái phước đức là quan trọng lắm. Rồi ngoài ra nữa, chúng ta giàu có tài sản nhưng mà chúng ta cái thân đau ốm bệnh hoạn, có tiền chúng ta mua cao lương mỹ vị về chúng ta để trên bàn đó, dọn ra ê hề thức ăn, nhưng mà chúng ta bị bệnh, chúng ta ăn không được, chúng ta ngồi chúng ta ngó thôi rồi kêu dọn xuống, như vậy phí quá. Mình tạo phước để phát sanh lên cái vật chất này mà mình hưởng không được, vậy cũng ức chứ, cũng ấm ức lắm. Quý vị không biết quý vị sao sự ấm ức lắm. Cho nên phải giữ phước đức. Chẳng thà đến chừng cái lúc đó mình chán cái, mình không có muốn thay say đắm trong vật thực, không có muốn bị bận rộn với y phục, thì mình tiết chế ăn uống ít lại một chút, hay mặc đơn giản dị thôi, thì như vậy đó là do mình chủ động. Chứ còn nếu mình có tiền bạc giàu có nhưng mà mình hưởng thụ không được thì cái đó là do mình thiếu cái phước đức. Có những người nghèo khổ thì khỏe mạnh, mà đến chừng làm ăn khấm khá, con cháu nó giàu có rồi, bắt đầu hai ông bà già nua bệnh tật nằm đó ngất ngơ ngéo ở đó, rồi con cháu nó đem sữa sùng xăm về nó bồi dưỡng, nhưng mà để chất đóng đó chứ xài ăn đâu có được đâu. Cho nên đó, quý vị cần phải thấy cái phước đức thực tế là chúng ta phải nhờ cái đó. Lại nữa, chúng ta giàu có để làm cái gì? Nhà nhiều, nhiều ngôi nhà, nhiều biệt thự, tiền bạc tài sản sung túc, nhưng mà ở trong gia đình cơm không lành, canh không ngọt, như vậy sống đâu có hạnh phúc. Mà cuộc sống của chúng ta đó, trong dòng sanh tử luân hồi, là chúng ta
mong được hạnh phúc kìa, hạnh phúc tinh thần, chứ không được, chứ chúng ta không cần mong cầu hạnh phúc tài sản vật chất. Cho nên chúng ta phải nhờ có cái phước đức. Mà phước đức như vậy là do chúng ta tu tập giữ giới. Ngoài cái giữ giới ra đó, chúng ta tạo cái phước đức bằng cách khác. Như ở trong kinh Chu Lắc Tâm Báo Quy Văn Gá, Đức Phật ngài dạy cho chúng ta, ngoài cái việc mà chúng ta từ bỏ sắc sanh, những người nam nữ nào không có sống, không có làm hổ chúng sanh khác, nghĩa là không có đánh đập, không có đả thương, không có nói những lời nói làm cho sanh khác đau khổ, thì như vậy là người đó đời sau sanh ra được khỏe mạnh. Người nào cái tâm mát mẻ, không có sân giận, không có cao có, không có quạo quọ, không có phẫn nộ, thì người đó đời sau sanh ra sẽ có cái nhan sắc đẹp. Người nào có cái tâm biết cung kính cha mẹ ông bà, biết kính trọng các bậc sa môn và la môn xuất gia tu hành, thì những người đó đời sau sanh ra sẽ là người ở trong cái dòng dõi quý tộc sang cả. Nhưng mà không phải ở trong dòng tộc sang cả không, mà bản thân của người đó cũng được sang. Quý vị có bao giờ thấy những người, có những người giàu nhưng mà cái tướng họ không sang, người giàu mà cái tướng không sang, giàu quá tài sản nhưng cái tướng không sang. Còn có những người sang nhưng mà cái tướng, nhưng mà nhà không có tiền. Là tại sao vậy? Là bởi vì họ sang do nhờ cái pháp cung kính trong quá khứ là phước đức, nhưng mà vì không có bố thí cho nên họ nghèo. Còn có những người trong quá khứ họ có bố thí, có xã tài rộng rãi lắm, nhưng mà cái tâm kiêu mạn, không có cung kính cha, không có kính mẹ, không cung kính bậc sa môn và la môn, những bậc xuất gia, do đó cho nên đời sau sanh ra giàu có nhưng mà tướng không sang. Cho nên cái phước đức nó hỗ trợ ghê lắm thưa quý vị. Rồi lại nữa, chúng ta tạo cái phước đức bằng cách là khi mà chúng ta làm phước đó, chúng ta nên có một cái thái độ, có cái sự trân quý cái người thọ thí. Người nhất là người Phật tử chúng ta khi đi chùa làm phước cúng dường, chúng ta cúng dường đặt bát chư tăng đó, chúng ta biểu hiện cái sự cung kính. Một là không có đội nón, hai là cái chân của chúng ta không mang dép, bị chư tăng đi khất thực là đi chân không đầu trần, mà chúng ta đội nón, chúng ta mang dép, chúng ta sợ mất cái nón hơn sợ mất phước. Là sao vậy? Chúng ta sợ mất đôi dép hơn sợ mất phước. Có những người Phật tử họ không có giữ cái phước đức, đi vào chùa cái đôi dép của họ sư cho quá lắm là đôi dép 1 triệu mấy 2 triệu đi, nhưng mà 1 triệu mấy 2 triệu mà để đổi lại cái phước thì nó hay hơn. Ông Bình Sa Vương, vua Bình Sa Vương trong quá khứ, ông làm vua, ông không có tin Phật pháp, ông đi đến ông tham quan cái ngôi tháp thờ Xá Lợi Đức Phật Kassapa, ông mang hia mang dài, ông dẫm đạp trên cái nền tháp đó. Cho nên cái quả đó mà đời sau bị con là Thái tử A Xà Thế hạ ngục, và sau đó cắt gót chân mà xoa muối ớt hơ lửa đóng cho đến chết do cái quả gì. Cho nên Phật tử chúng ta cứ tác ý nghĩ rằng kệ đó, bữa nay mình đi chùa mất đôi dép hay mất đôi giày không sao cả, nhưng mà đi đến trên cái điện đừng mang dép lên trên này. Đó chúng ta cũng tạo cái phước đức mỗi chút như vậy thưa quý vị, là chúng ta phải làm cho nó trọn. Nhưng mà rồi đời sống của chúng ta phải cần cái phước trí là như thế nào? Bởi vì ở trong cuộc sống của chúng ta tất cả cái gì chúng ta cũng phải dùng trí tuệ cả. Người ta nói là học ăn, học đói, học gói, học sách, hay là học gói, học mở. Học ăn, học đói, học gói, học mở. Cái gì chúng ta cũng phải học, mà không có trí làm sao chúng ta học được.
Cái chuyện mà chúng ta ứng xử trong gia đình đó, cha mẹ trẻ mà sanh con cái ra mà biết dạy con cái, cha mẹ cũng phải có trí tuệ mới dạy con cái được, mới giáo dục con cái được. Mình là những người con, mình phải biết cách để cung phụng nuôi dưỡng cha mẹ như thế nào, để vừa báo hiếu được mà mình vừa không bị mang cái ác nghiệp. Như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài khuyên Bà La Môn Thích Na Chân Ni, khi Ngài hỏi Bà La Môn đó, Ngài đến Ngài thăm, Ngài hỏi: này Bà La Môn, ông có sống nghiêm túc không dễ vui chăng? Thì Bà La Môn nói: thưa tôn giả, người cư sĩ như chúng con làm sao có thể sống không dễ vui được, trong khi con cần phải nuôi dưỡng cha mẹ, nuôi dưỡng vợ con, cần phải đóng thuế cho vua, cần phải thù tạc cho bạn bè, cho nên tâm bị phóng dật, bị dễ vui, tạo ác nghiệp. Ngài Xá Lợi Phất, Ngài khuyên, Ngài nói rằng: bây giờ mình sống mình tạo ác nghiệp như vậy đó, vì cha, vì mẹ, vì vợ con, vì quyến thuộc hay vì bạn bè thân hữu, mà mình tạo cái ác nghiệp, đến khi mà mình chết sanh xuống địa ngục quá, thì xuống dưới địa ngục mình có nói với quỷ sứ rằng: đừng có hành hình tôi, tôi kiếp xưa ở cõi người vì cha vì mẹ mà phải làm cái ác nghiệp, các ông hãy thông cảm. Có nói gì vậy được không? Thì Bà Thâm La Môn Thái Lan Chân Lý mà tôn giả không thể được. Thì Ngài nói cũng vậy. Bây giờ mà Ngài khuyên có rất nhiều nghề nghiệp chân chánh mà không phải bị mang ác nghiệp, hãy làm các cái nghề nghiệp đó để nuôi dưỡng cha mẹ một cách chân chánh. Thì bây giờ thưa quý vị, cái đó chúng ta cũng phải dùng trí tuệ. Chúng ta phải có trí tuệ, chúng ta mới biết được, chúng ta mới biết được cái cách để mà chúng ta nuôi dưỡng cha mẹ cho chu đáo, mà chúng ta không có bị mang cái ác nghiệp. Rồi lại nữa, trong đời sống của chúng ta đó, cái việc mà chúng ta ứng xử xã giao, chúng ta cũng phải dùng trí. Bạn bè nào chúng ta nên thân cận và bạn bè nào không nên thân cận? Chỉ nên thân cận với bạn lành, bạn tốt, không nên thân cận với bạn xấu. Mà bây giờ làm sao biết đâu là bạn xấu, đâu là bạn tốt, đâu là bạn lành, đâu là bạn ác? Làm sao chúng ta phân biệt? Phải dùng cái trí chúng ta mới phân biệt. Chúng ta phải có tác ý, chúng ta không cần phải vạch trần họ ra, nhưng mà chúng ta nhìn cái thái độ của họ, cái lời nói, nghe cái lời nói của họ, và chúng ta quan sát cái lối sống của họ, là chúng ta có thể đánh giá được cái người đó là ta nên chơi hay là không nên chơi. Phải dùng trí, chứ đâu phải là chúng ta đi đến nhờ ông thầy, nhờ ông thầy, ông sư hay sư phụ mình kê danh sách ra người bạn tốt là người như thế nào, bây giờ chỉ ai? Không thể được. Tự chúng ta phải biết lấy bằng trí tuệ. Rồi bây giờ người Phật tử chúng ta, khi mà sanh ra chúng ta có tài sản, nếu mà chúng ta không có trí tuệ, chúng ta không biết phân phối tài sản đó là sao? Là chúng ta sẽ chết. Thưa quý vị, có hai câu chuyện. Một câu chuyện về tiền thân quá khứ của Đức Phật khi Ngài còn là vị Bồ Tát. Ngài là một người nông dân đi cày ruộng. Trong lúc Ngài cày, Ngài phát hiện ra ở dưới cái thửa ruộng của Ngài có cái chùm vàng. Khi Ngài nhặt cái chùm đó lên, Ngài mở, Ngài thấy
Ngài khui cái nắp ra, Ngài thấy vàng trong đó. Gặp cái người thiểu trí đó thì bắt đầu họ mừng quá, họ la lên cho thiên hạ nghe, luôn cả ăn cướp đó nghe, là tôi bắt được vàng. Để đêm đó gia đình bị thủ tiêu, Bồ Tát không có gì. Ngài được cái chùm vàng, cái ngày mới xếp cất lại để đó, Ngài giấu lại ở trên cái bờ ruộng kính đáo. Cái ngày bắt đầu cài cài, Ngài đi cài tiếp. Ngài cài xong rồi mọi người đi qua đi lại thấy bác nông dân này vẫn làm việc bình thường, không có cái gì mà họ phải quan tâm cả. Cho nên chiều xế chiều mọi người đi hết rồi, không có ai qua lại. Cái bác nông dân đó mới bắt đầu đem cái hũ vàng ra, mới lấy cái khăn gói lại, chia ra làm bốn phần. Tính là cái phần này để trả nợ cũ, tức là để nuôi dưỡng cha mẹ. Cái ngày đem mày chôn ở một gốc, ở gốc ruộng. Cái phần này là để cho vay nợ mới, tức là nuôi dưỡng con cái, ngày chôn ở gốc đó. Còn cái phần này là để đổ hố sâu, tức là nuôi bản thân mình hay là để làm các cái nghề nghiệp. Còn phần nữa là chôn của để dành, tức là để làm phước cúng dường cho các sa môn và la môn. Tính như vậy xong, ngày chia là ra làm bốn cái gói vàng, ngày đem ngày cất ở bốn cái gốc ruộng. Khi mà ngài sắp xếp như vậy xong rồi đó, Bồ Tát ngài sắp xếp, ngài đi về. Cứ mỗi ngày ngài ra gốc này, ngài lấy miếng, lấy bên kia ngài lấy một cục vàng, bên nọ lấy cục vàng đem về. Bắt nông dân bắt tha về nhà một tháng là nó đã xong hết mấy cái vàng đó mà không ai hay biết hết. Mà bác vẫn xài bị, nếu mà đang khi không đem cái hũ vàng to như thế này đem về nhà, mà tụ đất, tụ vườn, tự nhiên ngày qua nhà lá bữa nay bắt đầu lên nhà tường, nhà ngói, biệt thự là chết. Quý vị thế, Bồ Tát phải dùng trí, ngài phân tán ra, ngài phân bố cái công việc làm. Cho nên chúng ta muốn làm được việc đó, chúng ta phải có trí. Phải có trí mới làm được. Rồi lại nữa thưa quý vị, người Phật tử chúng ta đó, bây giờ chúng ta muốn giữ giới. Người Phật tử chúng ta muốn giữ giới, chúng ta cũng phải dùng trí nữa. Bởi vì nếu mà chúng ta không dùng trí, chúng ta không biết giữ giới giữ cách nào. Một là chúng ta giữ giới theo kẻ chăn bò, hai là chúng ta giữ giới theo kẻ ngoại đạo. Rồi tại sao vậy? Kẻ chăn bò buổi sáng đó, họ đi đến tại cái trang trại của chủ bò, họ xin lãnh 8 con bò, 5 con bò, 8 con bò, hay 10 con bò. Họ đi chăn suốt cả ngày vậy, miễn sao chiều đem về trả đủ cho, không trả cho chủ đủ 10 con bò, 8 con bò, 5 con bò thôi. Không còn biết là bò đó mập hay ốm, nó khỏe hay không khỏe kệ nó, miễn sao mà chiều đem về trả đủ số thôi. Cũng như có người giữ giới, họ thọ năm giới, họ chỉ giữ trong cái phạm vi năm giới đó, miễn sao đừng vi phạm sắc sanh, đừng trộm cắp, đừng tà dâm, đừng nói dối uống rượu thôi, đừng nói dối thôi. Nhưng mà có chuyện nói đâm thọc, chia rẽ được, họ nói được. Nói độc ác, mắng chửi người ta được. Hỏi tại sao mà tu mà còn giữ giới, mà tại sao còn mắng chửi người ta? Nói tôi chỉ giữ giới là nói chân thật, không nói dối, còn cái này tôi không có giữ. Họ đâu biết đâu họ giữ. Cho nên á, họ giữ giới như kẻ chăn bò. Còn người giữ giới như kẻ ngoại đạo, tức là giữ, còn họ tuyên bố rằng họ giữ giới, nhưng mà họ chấp theo cái giới cấm thủ. Người Phật tử chúng ta không có trí tuệ đó, chúng ta cũng nói giữ giới, nhưng mà lạm hồi thì chúng ta trở thành giới cấm thủ.
với chấm thủ, tức là chúng ta coi cái điều đó như là một cái nghi lễ tu tập, nghi lễ phải hành trì, thì cái trường hợp đó nó thất bại lắm thưa quý vị. Tức là người Phật tử chúng ta phải giữ giới như bậc thánh, phải có trí tuệ chúng ta hiểu. Bậc thánh ngài giữ giới, bậc thánh không sát sanh vì ngài có tâm từ bi với chúng sanh khác, ngài thương xót chúng sanh khác, ngài nghĩ rằng tất cả chúng sanh ai cũng sẽ chết, ta cũng sẽ chết, lấy ta làm thí dụ, cho nên không giết, không bảo giết, ngài giữ giới vậy. Bậc thánh tu đầu quần á, rồi bậc thánh tu đầu quần khi mà ngài giữ giới á, ngài không trộm cắp, là tại sao ngài không trộm cắp? Là tại vì ngài nghĩ chánh mạng, mình tu tập chánh mạng là bằng tay mồ hôi nước mắt của mình làm ra, có cái gì ăn cái đó. Còn cái chuyện, còn tài sản của người ta vô cớ mình không có lấy để mình thọ dụng. Phải tu tập gì? Từ bi để giữ giới không sát sanh, chánh mạng để giữ giới không trộm cắp, thiểu dục tức là ít có lòng ham muốn ở trong sắc dục, cho nên để giữ giới không tà dâm, tôn trọng sự thật để giữ giới không nói dối, quý trí tuệ muốn mình luôn luôn lúc nào cũng là một người tỉnh táo khôn ngoan thì phải đừng có uống chất sai. Chúng ta cứ nắm năm nguyên tắc đó mà chúng ta giữ giới là người có trí tuệ. Cho nên cái việc là tu tập của chúng ta nó quan trọng lắm. Phải có trí tuệ chúng ta mới giữ giới được chín chắn, mới tốt đẹp. Mà giữ giới không làm phiền đến ai cả. Chúng ta giữ giới đó, quý vị nên nhớ vậy. Nabare sang vilomani, Nabare sang kata katang, Atonowa awekhaya, Katani akatanicha. Chúng ta giữ giới là đừng nhìn lỗi của người khác đã làm hay chưa làm, mà phải nhìn lại chính mình có làm hay không làm. Mình giữ giới như thế đó nó mới tốt đẹp thôi. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta phải biết, bây giờ cái vấn đề mà trí tuệ đó, cái đó, cái chuyện giữ giới đó, là cái chuyện thứ hai. Còn cái chuyện mà tu tập thiền định kìa, chúng ta phải có trí tuệ. Bây giờ người Phật tử chúng ta suy nghĩ tại sao mà trong kinh Đức Phật ngài dạy Puñakariya Vathu, một là Dhanamaya Puñakariya Vathu là tạo phước bằng cái sự bố thí, hai là Silamaya Puñakariya Vathu là tạo phước bằng cái sự giữ giới, và thứ ba là Phawanamaya Puñakariya Vathu là giữ giới bằng cái sự tu thiền. Tại sao phải tu thiền? Nó có hai lý do. Một là cái tâm này khó dạy quá, nó dao động, có khi nó lười biếng, cái tâm này lười biếng rồi khó dạy, chúng ta chỉnh nó mới được. Cứ ngồi đó, hễ mà ngồi nghe pháp hay là ngồi thiền cứ gục lên gục xuống. Còn hả, khi mà đi chơi nói chuyện sang đàn đó thì chúng ta tỉnh táo lắm thưa quý vị, cái bệnh của chúng ta mà. Cho nên chúng ta muốn trị được cái tâm bệnh đó là chúng ta phải hành thiền chỉ, là chúng ta phải niệm đề mục hơi thở, chú tâm hơi thở ra hơi thở vào, hay là người ta niệm vào cái đề mục gọi là đề mục đất, đề mục nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hương không ánh sáng, mười đề mục ca si ná hay là bí xứ đó đó sẽ giúp cho chúng ta định tâm được. Rồi bây giờ làm sao, tại sao chúng ta phải tu tập về thiền quán vipassana? À, bây giờ chúng ta phải hiểu như thế này. Chúng ta phải tu tập thiền chỉ Samatha Phawana là bởi vì cái tâm này nó vốn khó dạy, khó huấn luyện, cho nên chúng ta phải uống nắng đó, uchung karoti, usu karowa tê cha năng. Đức Phật ngài dạy là giữ tâm uống như là một cái người
chuốt tên, một cái thợ làm tên chuốt tên, họ uốn nắn cái mũi tên cho nó ngay thẳng, họ phải hơ trên lửa để bẻ qua bẻ lại chừng nào mà cái mũi tên nó thẳng thì mới được xem như là cái mũi tên đó là xài được. Bị mũi tên thẳng thì bắn mới trúng đích, còn cái mũi tên mà nó cong queo thế rồi bắn nó lệch hướng liền. Cái tâm này quý vị phải tu tập thiền chỉ để chúng ta uốn nắn cái tâm cho nó thẳng thớm. Nhưng mà cái phiền não tham sân si đó, cái phiền não tham sân si đó, quý vị phải tu thiền quán vipassana dứt khoát. Tại sao vậy? Bởi vì vipassana vipassana tức là nhìn thấy danh sắc qua cái trí, cái lăng kính trí tuệ thì gọi là minh sát vipassana. Mà chúng ta nhìn thấy danh sắc là nhìn thấy làm sao? Thưa quý vị, nhìn thấy danh sắc đó tức là chúng ta thấy được các pháp hữu vi là vô thường, sape sankhara anicca, vì nó có sanh có diệt. Quý vị ngồi đây chứ tâm hồi đã giờ sanh diệt không biết bao nhiêu cái nói, bao nhiêu sắc na tâm, và cái sắc pháp của quý vị không biết bao nhiêu tâm, cái sắc pháp không biết bao nhiêu bọn sắc tế bào sanh diệt hoài. Nội cái là quý vị ngồi không bao giờ yên, bởi vì chúng ta đau nhất chỗ này, khó chịu chỗ kia, ngồi chút chúng ta phải trở qua trở lại, cái đó cũng là sự vô thường, chúng ta phải quán thấy cái gì vô thường thời cái đó là khổ, mà cái gì khổ là vô ngã. Còn cái nói cách khác cũng giống như là cái âm thanh mà trang âm hôm nay thưa quý vị, có khi thì có, khi không thì có thì không, nó cũng là vô thường, nó cũng là vô thường. Cho nên chúng ta tu tập thiền quán để quán thấy pháp hữu vi này là vô thường khổ và vô ngã đó, chúng ta mới diệt trừ được tham sân si. Còn khi mà phiền não của y nguyên, tức là quý vị không hành thiền quán đó, quý vị bố thí thì tạm thời là nó rửa được cái tâm bỏng sẻn, nhưng mà tâm tham khác vẫn còn. Quý vị trì giới bất quá là quý vị ngăn không sát sanh thôi, nhưng mà tâm sân vẫn còn. Thành thử ra chúng ta muốn diệt trừ tham sân đó, tham sân si, là chúng ta phải hành thiền quán vipassana. Chúng ta muốn chấm dứt sanh tử luân hồi là phải diệt trừ phiền não, mà muốn diệt trừ phiền não là phải hành thiền quán. Cho nên cái này là sư chỉ ôn bài lại cho quý vị thôi, chứ lúc trước giờ quý vị đã nghe pháp nhiều rồi, đã học hỏi nhiều rồi, thì đầu năm đầu tháng sẽ muốn thuyết cho quý vị nghe trở lại cái vấn đề là trở về lối cũ, tức là qua Tết là bắt đầu chúng ta trở về với cái sự sinh hoạt hàng ngày bình thường của chúng ta, đi pháp học hoặc đi pháp hành, tu tập bố thí, giữ giới, tu thiền, tạo phước Phật, phước đức, phước trí, quý vị cứ trở lại con đường cũ. Chứ chúng ta đừng có mơ ước hồi mùng 1 Tết đi chùa nào đó xin xăm bố quẻ, nghe nói năm nay nghĩa là được có cái lộc nó phát sanh, cái quý vị ngồi nhà nằm không làm, ngồi rung đùi về chờ cho lợi lộc nó phát sanh là không có đâu thưa quý vị, không có đâu. Quý vị phải trở về cái con đường cũ là bố thí trì giới tu thiền thì cái phước nó mới phát sanh được. Ý nghĩa thờ pháp này siêu thuyết vậy. Sự kết thúc 9:45 được rồi. Sự hứa quý vị giờ sự trả thời gian lại. Xin chia phước này đến tất cả các vị tu nữ và chư thiện nam tín nữ. Ngày đầu xuân được an lành, và qua ngày đầu xuân quý vị trở về với đời sống sinh hoạt bình thường. Mong cho giờ cái thiện hạnh mà quý vị đã hành trì giáo pháp tham mô tham a cha rin rắc khá tí, xin pháp giáo pháp hãy hộ trì cho người hành pháp, và xin chi phước này hồi hướng đến chư thiên đức trì đế thích tướng thiên vương, xin các ngài tùy hỷ và hộ trì cho Phật pháp được tồn tại lâu dài trong thế gian. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.